có rất nhiều kẹo rồi. Ừ, anh có nhiều hơn em cơ. Hoàng thú Halloween đang đến kìa em. Chúng ta mau chạy nhanh thật nhanh. Nhìn rất đáng sợ những quái thú kia. Chạy ngay đi nào, chúng đang đuổi theo mình. Quái thú Halloween có ở mọi nơi. Chúng ta mau chạy nhanh thật nhanh. Phải làm sao giờ, em rất sợ ở trong chiếc tù. Quái thú Halloween không có thật đâu. Sẽ không sao mà ba ở bên. Các con yêu à, hãy xem đây, nó không phải là quái vật đâu. Đợi đã, cái gì thế kia? Hà soi Halloween đang hú thật to. Tránh xa đi, đừng đến gần tôi. Hàm răng sắc nhọn trông rất đáng sợ. Phải làm sao ra hú hú hú. Mà soi Halloween đang ở đây. Tránh xa đi, đừng đến gần tôi. Mẹ ơi, quái thú kia con rất sợ. Phải làm sao giờ? Nó đang đến đây. Quái thú Halloween không có thật đâu. Sẽ không sao mà mẹ đang ở bên. Chúng ta John. Băng ma bay lên ở đằng kia. Tránh xa đi, đừng đến gần tôi. Nhìn kia anh chị, em sợ lắm. Phải làm sao giờ? Hư hư hư. Băng ma bay lên đang sợ chưa? Tránh xa đi, đừng đến gần tôi. Nhìn xem có gì trong góc tối kia. Phải làm sao giờ? Quái thú Halloween không có thật đâu. Sẽ không sao mà ba ở bên. Các con yêu à, hãy xem đây, nó không phải là quái vật đâu. Đợi đã, đây là bingo mà.
xin lỗi nhé. Cháu không đủ chiều cao để chơi. Em chưa đủ chiều cao. Nhìn này. Sẽ không an toàn khi chơi. Nhìn kia. Nghe lời và đi theo chị nhé. Ta chơi trò chơi khác. Em đã đủ chiều cao. Khi chơi mình làm theo quy định nhé. Công viên giải trí đây. Cùng nhiều trò chơi rất tuyệt. Bọn mình chơi với nhau. Thật là vui biết bao. Hãy cùng đến công viên nào. Các bạn nhà kính đi thế nào. Yay! Đợi đã, cháu phải có vé mới vào được. Con yêu nhìn xem nhé. Máy bán vé. Rất thú vị phải không? Máy bán vé. Ta cho tiền vào và nhấn nút. Vé xuất hiện rồi đây. Hãy sẵn sàng nào con. Chúng mình cùng chơi. Vui, rất vui. Mình bay cùng nhau. Vui, rất vui. Con sẵn sàng chưa? Vâng, thưa ba. Chúng ta bay nào. Đã sẵn sàng. Con nhìn chú phi công kìa, John. Xin chào cậu bé. Mình sẽ cùng bay. Đang chứ ai. Cùng bay thật cao. Đang chứ ai. Cài dây an toàn nha. Chào, đang ngay. Máy bay tăng trâu này. Jim, Jim, Jim. Này em, vâng, ta em. Là em nhảy phải không? Không, anh à. Thật không, thật không. Vâng, chị à. Chơi thôi Dino này. Yay, yay, yay. Sao vậy con? Con rất sợ. Đừng lo mà con. Vâng, thưa mẹ. Mình uống nước này nha. Vâng, mẹ à. Bé yêu rất ngoan. Chăm, chăm, chăm. Làm sao vậy con? Con không vui. Tại sao vậy con? Con không vui. Nhìn ra cửa sổ nhé. Vâng, thưa ba. Ngắm những đám mây. Wow, wow, wow. Chuyến bay của chúng ta chuẩn bị hạ cánh. Xin mời các hành khách hãy đeo dây bảo vệ. Xin cảm ơn. Này con.
con, này con. Vâng, ta con. Cần đeo dây an toàn nha. Vâng, thưa mẹ. Con sẵn sàng chưa? Vâng, mẹ ạ. À. Máy bay hạ cánh nào. Yay, yay, yay. Cho anh. Yeah.
Nhúc nhích kia, nó đang đến sân
Ngủ ngon con yêu. Nếu con muốn có bữa ăn ngon, hãy rửa tay trước khi ăn nào. Trước khi ăn ta luôn phải rửa tay, rửa tay. Trước khi ăn ta luôn phải rửa tay, rửa tay. Ta chơi chơi thì sau đó ta rửa trôi vi trùng. Trước khi ta ăn ta luôn phải rửa tay, rửa tay. Trước khi ăn ta luôn phải rửa tay, rửa tay. Trước khi ăn ta luôn phải rửa tay, rửa tay. Ta chơi chơi thì sau đó ta rửa trôi vi trùng. Trước khi ta ăn ta luôn phải rửa tay, rửa tay. Bữa ăn ngon, hãy rửa tay trước khi ăn nào. Ngoài kia ta chơi ta về phải rửa tay, rửa tay. Ngoài kia ta chơi ta về phải rửa tay, rửa tay. Ta chơi bên ngoài phải rửa cho sạch đi vi trùng. Nếu chúng ta đi chơi bên ngoài phải rửa tay, rửa tay. Ngoài kia ta chơi ta về phải rửa tay, rửa tay. Ngoài kia ta chơi ta về phải rửa tay, rửa tay. Chơi bên ngoài phải rửa cho sạch đi vi trùng. Nếu chúng ta đi chơi bên ngoài phải rửa tay, rửa tay. Nếu con muốn có bữa ăn ngon, hãy rửa tay trước khi ăn nào. Xì mùi giơ tay ta, ta phải rửa tay ta, rửa tay. Xì mùi giơ tay ta, ta phải rửa tay ta, rửa tay. Xì mùi giơ tay, xì mùi dơ tay ta, ta phải rửa tay ta, rửa tay. Xì mùi dơ lắm đó mà phải rửa tay sạch đi vi trùng. Xì mùi ta, ta phải rửa tay sạch tay ta, rửa tay. Nếu ba muốn có bữa ăn ngon, hãy rửa tay trước khi ăn nào. Ba về tranh dơ tay thì ba phải rửa tay, rửa tay. Ba vệ tranh giơ tay thì ba phải rửa tay, rửa tay. Ba vệ tranh giơ tay thì ba phải rửa tay, rửa tay. Ba vệ tranh hoan hô đẹp nhớ rửa tay cho trôi vi trùng. Nếu vệ tranh chưa có quên phải rửa tay, rửa tay. Mẹ, mẹ, rửa tay. Bể bơi này tuyệt quá. Cho mình đi bơi thôi. Được đi bơi mình rất vui. Chúng ta đi bơi mẹ và ba. Được đi bơi mình rất vui. Sau năm ngày thôi thật rất tuyệt. Ánh nắng chói chang sẽ không tốt đâu mà. Kem chống nắng giúp con bảo vệ da. Trước khi xuống bơi, con hãy bôi kem này. Con cần bảo vệ làn da của mình. Con có muốn bôi kem không? Dạ có ạ. Giờ mình cùng bôi kem. Vâng thưa ba. Được đi bơi mình rất vui. Chúng ta đi bơi mẹ và ba. Được đi bơi mình rất hãy nhớ khi chúng ta đi bơi, áo phao giúp mình nổi trên mặt nước. Nếu bé yêu vẫn chưa biết bơi, dùng phao này sẽ thật ngầu đấy. Các cháu đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi ạ. Hãy cùng nhau xuống nước nhé. Dạ vâng ạ. Được đi bơi mình rất vui. Chúng ta đi bơi mẹ và ba. Được đi bơi mình rất vui. Xuân năm nay thôi thật rất tuyệt. Hãy nhớ khi chúng
chúng ta đi bơi cần phải luôn đi cùng với nhau. Nhớ trước khi ta xuống nước bơi luôn ở bên ba mẹ mình nhé. Các cháu đã nhớ chưa? Dạ rồi ạ. Hãy cùng xuống nước nào. Dạ vâng ạ. Được đi bơi mình rất vui. Chúng ta đi với mẹ và ba. Được đi bơi mình rất vui. Xuân năm nay tôi thật rất tuyệt. Hãy nhớ khi chúng ta đi bơi ở trên bờ các cháu đừng chạy. Sàn ướt rất trơn ta sẽ ngã đau. Và nhớ không được lặn xuống dưới nước. Mình có được chạy trên bờ không? Không được ạ. Mình có được lặn xuống dưới không? Không được ạ. Được đi bơi mình rất vui. Chúng ta đi bơi mẹ ta ba. Được đi bơi mình rất vui. Xuân nước này thôi thật rất tuyệt. Hãy nhớ khi chúng ta đi bơi ta không nên đi ra chỗ sâu. Hãy nhớ bơi đúng nơi quy định cùng mẹ và mình nha. Các cháu đã nhớ chưa? Nhớ rồi ạ. Các cháu có vui không? Dạ có ạ. Được đi bơi mình rất vui. Chúng ta đi bơi mẹ ta ba. Được đi bơi mình rất vui. Xuân nước này bơi thật rất tuyệt. Đồ ăn sẵn sàng rồi. Đồ ăn thật ngon. Lại đây chúng mình hãy cùng ăn nào. Đồ ăn thật ngon và học cách ăn an toàn nha. Đầu tiên rửa tay ngay thôi bạn ơi. Hãy dùng xà phòng rồi ta xoa xoa đều tay cho thật kỹ nhé. Đầu ăn cơm thôi nào. Đồ ăn thật ngon. Lại đây trường mình hãy cùng ăn nào. Đồ ăn thật ngon và học cách ăn an toàn nha. Dino, Dino. Ngồi yên, mình không đi quanh bàn ăn rất nguy hiểm. Mình nên ngồi thật ngoan ở trên ghế. Ngoan ở đây nhé, con yêu. Không. Đồ ăn thật ngon. Lại đây chúng mình hãy cùng ăn nào. Đồ ăn thật ngon và học cách ăn an toàn nha. Ôi không, con yêu. Này em, làm nguội thức ăn trước khi mình ăn. Đừng quên làm nguội thức ăn khi ăn nhé. Con yêu giỏi lắm. Con có muốn ăn thêm không? Đồ ăn thật ngon. Lại đây chúng mình hãy cùng ăn nào. Đồ ăn thật ngon và học cách ăn an toàn nha. Ngon quá. Nhìn này em, mình không nên ăn như vậy đâu. Ăn chậm lại. Nhìn đây, làm theo chị và anh nhé. Tốt lắm con yêu. Kìa đồ ăn thật ngon. Lại đây chúng mình hãy cùng ăn nào. Đồ ăn thật ngon và học cách ăn an toàn nha. Bingo. Yum yum. Đồ ăn đây ôi thật thơm. Rất
cùng học về những cảm xúc nhé con yêu. Tức giận. Tức giận. Làm mặt không vui khi mình bực tức. Làm mặt không vui khi mình bực nhé. Rồi khi con thấy rất bực tức và muốn nói cho cả thế giới thì hãy quay lưng lại nha con. Vui vẻ. Vui vẻ. Nào con, yêu khi ta vui hãy nhảy thật cao. Nào con, yêu khi ta vui hãy nhảy thật cao. Rồi khi con thấy rất hạnh phúc và muốn nói cho cả thế giới, con ơi ta hãy luôn cười thật to. Ngại ngùng. Ngại ngùng. Nào con, yêu khi ta ngại ngùng mình đi trốn. Nào con, yêu khi ta ngại ngùng mình đi trốn. Rồi khi con thấy ngại ngùng quá và muốn nói cho cả thế giới thì hãy nhớ che mặt nghe con. Đây là Mia. Mia, nói chào bạn nào. Buồn. Buồn. Nào con yêu hãy cứ khóc khi mình buồn nhé. Nào con yêu hãy cứ khóc khi mình buồn nhé. Rồi khi con thấy rất buồn bã và muốn nói cho cả thế giới, hãy khóc to lên nào con yêu. Giận dữ. Giận dữ. Nào con yêu khi ta tức giận mình dậm chân. Nào con yêu khi ta tức giận mình dậm chân. Rồi khi con thấy rất giận dữ và muốn nói cho cả thế giới dậm chân ngay thôi nào con yêu. John, chúng ta phải chia sẻ đồ chơi và chơi cùng các bạn chứ. Sợ hãi. Sợ hãi. Nào con yêu hãy kêu to khi mình sợ hãi. Nào con yêu hãy kêu to khi mình sợ hãi. Rồi khi con thấy rất sợ hãi và muốn nói cho cả thế giới, hãy nhớ kêu to lên nào con yêu. Hào hứng. Hào hứng. Cùng đập tay khi ta thật hào hứng. Cùng đập tay khi ta thật hào hứng. Rồi khi con thấy rất hào hứng và muốn nói cho cả thế giới, đập tay ngay thôi nào con yêu. Buồn ngủ. Xem ai đang buồn ngủ này. Thank you.
Bảo rằng mình biết ai đang gõ cửa. Cộc cộc, ai gõ cửa? Mình cùng xem nhé. Cộc cộc, mẹ đã về. Là mẹ đấy ạ. Đó chính là mẹ. Mẹ có biết mật mã không? Mật mã đây. Cộc 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 cộc. Con ơi, mẹ đã về. Chính là mẹ. Chào con yêu, con hãy luôn nhớ không được mở cửa cho người lạ nhé. Để mẹ giúp con. Có ai ở ngoài cửa mẹ ạ? Cộc cộc, ai gõ cửa, mình cùng xem nhé. Tôi là người giữ trẻ. Chúng ta biết cô ấy. Cô ấy bên ngoài, bạn có biết mật mã không? Cậu bé đáng yêu, đáng xem cô mang quà gì cho cháu nào. Ôi không. Cộc cộc, ai gõ cửa, mình cùng xem nhé. Cộc cộc, ba đã về. Là ba đấy ạ. Con thấy ba rồi. Vậy ba biết mật mã không? Mật mã đây. Cốc 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 cốc. Ba đã về. Con yêu, con hãy luôn nhớ không được mở cửa cho người lạ nhé. Giỏi lắm con yêu. Ba đỡ được con rồi. Xem ai ở ngoài nào. Cộc cộc, ai gõ cửa, mình cùng xem nhé. Tôi mang quà đến tặng. Đó là ông già Noel. Xin chào mọi người. Giáng sinh vui vẻ nhé. Wow. Ta đến tìm Jack.
Jin và bé John. Ông già hỏi em. Ồ, ta biết cháu chính là một đứa bé ngoan. Đây là quà cho cháu. Ôi, nó thật là ngầu. Con rất thích món quà này. Tặng đi ông già hỏi em. Giáng sinh vui vẻ. Đấy là đêm trước lễ Giáng sinh, khi mà tất cả đều chìm vào yên lặng. Bé John đang yên giấc trong chiếc nôi nhỏ của mình, cho đến khi cậu bé nghe thấy tiếng chuông nhỏ và chạy ngay ra khỏi phòng. Liệu đó có phải là ông già Noel không? Chuông reo lên, chuông reo lên, ngân vang khắp mọi con phố. Đêm Noel hát vang câu ca chúc Giáng sinh luôn bình an. Hey, chuông reo lên, ngân vang khắp mọi con phố. Điều ước của bé John đã trở thành hiện thực. Và ông già Noel đã bay đi rồi. Chúc tất cả các bạn Giáng sinh an lành. Xưa này vì mình đã lớn hơn, con đừng lo lắng không.
chiếc răng. Ôi không, vẫn không được. Mình phải làm sao giờ? Ôi chiếc răng, làm sao thế này? Lung lay mất rồi. Ăn trụ răng đã rụng. Mẹ và ba xem này. Của gia đình cá mập. Kìa mập bé lại đây chơi. Kìa mập bé hãy tới đây. Chạy đi ngay mình sẽ bắt. Chạy đi ngay chơi rất vui. Mình cùng nhau đôi ba ba cùng thi đua. Giỏi lắm các con. Cùng thi đua dùng gậy sắt mình chơi nhé. Xem ai thắng cuộc. Mình sẽ chiến thắng. Nhìn xem đây. Mình sẽ chiến thắng. Cố gắng thôi. Nào xong lên. Nào con yêu mình cùng chơi. Tìm bạn ta thi đua nào. Cùng chơi nghe mình bắt cá. Lặn xuống nước. Bắt cá lên. Thật nhiều cá. Thật nhiều cá. Mình rất thích. Nào con yêu lại đây thôi. Cùng bơi nhé. Xem ai thắng cuộc. Mình cùng đua vượt qua nhé. Mình cùng đua hãy cố lên. Nào em ngoan để chị giúp. Cùng vượt qua. Một cái cây này nhìn xem anh làm.
thổi cho ngôi nhà sập xuống. Ngay! Ba chú lợn nhỏ đang rất sợ. Ba chú lợn chạy ngay đi nào. Này, chúng ta phải xây một ngôi nhà vững chắc hơn. Ba chú lợn nhỏ rất đáng yêu. Đi xây nhà nào thật là thích. Ba chú lợn nhỏ chơi với nhau. Nhanh xây nhà thôi sẽ rất vui. Mình xây ngôi nhà bằng gỗ ngày nào. Nhà này rất chắc khỏe hơn ngôi nhà làm bằng giấc. Ôi không, sói xấu xa đang đến kìa. Ta thổi, ta thổi, thổi cho ngôi nhà sập xuống. Ngay! Bây giờ lửa đang lan ra. Các bé đừng lo, chú sẽ gọi cho đội cứu hỏa. Đội cứu hỏa chú ý, ở đây đang có một đám cháy. Có một đám cháy trong khu rừng, chúng tôi cần giúp đỡ. Chúng tôi sẽ tới đó ngay. Mau đi chữa cháy bạn ơi, có chúng tôi đây. Đứng xa ra nhá. Đừng lo lắng, đội cứu hỏa đã tới nơi rồi. Linh cứu hỏa tới rồi đây, hãy xem tôi dập tắt ngọn lửa. Phun nước thật nhanh bạn ơi, yên tâm không sao mà. Du du du, phun nước thật là nhanh. Du du, phun nước thật là nhanh. Du du, hãy nhìn tôi đây. Chúng tôi đã kiểm soát được đám cháy, mọi người đã an toàn. Chữa cháy bạn
dập tắt đám cháy. Hãy nhớ rằng luôn đứng xa lửa trại và giữ các đồ vật ở xa ngọn lửa các bé nhé. Đúng vậy, làm như thế sẽ giúp các cháu vui chơi bên lửa trại thật an toàn. Chúng ta an toàn rồi. À đợi đã, chúng tôi có thứ này rất đặc biệt dành cho đội cứu hỏa. Linh cứu hỏa dũng cảm ơi, chúng tôi rất cảm ơn các bạn. Cha huy hiệu dũng cảm đây, thật vui khi đã an toàn. Đội cứu hỏa chú ý, mã vàng trong thị trấn đang có cháy. Ô, các cô chú phải đi cứu hỏa ngay bây giờ. Và đi cứu người nữa. Tạm biệt mọi người nhé. Tạm biệt. Tạm biệt. Ta có rất là nhiều đồ ăn. Đồ ăn ngon, đồ ăn ngon. Vui, rất vui ta cùng nhau ăn. Yum, 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 yum. Cùng ăn. Xem đây là gì nhé? Nào con yêu, hãy nhắm mắt. Con ta xem đây là gì nhé? Vị như thế nào? Món này có vị mặn. Đây món phô mai mặn phải không? Thật là thơm, thật là thơm. Con thích phô mai mặn này lắm. Yum 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 yum. Con đã xem đây là gì nhé? Nào con yêu, hãy nhắm mắt. Con đã xem đây là gì nhé? Vị như thế nào? Yêu, món này có vị chua. Đây chính là vị quả kiwi. Quả kiwi, quả kiwi. Kiwi rất ngon, có vị chua chua. Yum, 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 yum. Con đã xem đây là gì nhé? Nào con yêu, hãy nhắm mắt. Con đã xem đây là gì nhé? Vị như thế nào? Ngon quá, có vị ngon. Đây bánh quy thơm ngọt mẹ ơi, thật là ngon, thật là ngon. Con thích bánh quy này mẹ ơi, yum 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 yum. Anh đã xem đây là gì nhé? Nào anh yêu, hãy nhắm mắt. Anh đã xem đây là gì nhé? Ôi không, vị của nó rất đắng. Anh thấy chua chua và thấy đắng. Là quả cam, là quả cam. Cam rất ngon, hãy cùng nhau ăn. Yum, 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 yum. Ta có rất là nhiều đồ ăn. Đồ ăn ngon, đồ ăn ngon.